Các tài tử đã sẵn sàng cho vòng thi đầu tiên của tài tử Miệt Vườn chưa? Ở vòng thi này, mỗi cặp thí sinh sẽ thể hiện hai câu vòng cổ. Và điều đặc biệt là tất cả các cặp tham gia năm nay đều sẽ được trình diễn trên sân khấu dưới ban giám khảo vòng đầu là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền và nghệ sĩ ưu tú Chí Linh. Vòng khởi động sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 9 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, số 16 Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Các thông tin liên quan sẽ liên tục được cập nhật trên fanpage Truyền hình Đồng Tháp và Tài tử Miệt Vườn. Các cặp thí sinh chưa ghi danh vẫn có thể đăng ký trực tiếp tại đài và dự thi trong cả hai ngày. Mời quý tài tử cùng tham gia tranh tài và cùng đồng hành với Truyền hình Đồng Tháp trong hành trình vươn xa cung bậc phương Nam.